Xin chào mừng tất cả anh chị, chúng ta lại gặp nhau trong buổi sáng hôm nay. Thì chủ đề của chúng ta hôm nay đó là về thiền biết ơn. Thì trong yoga thì nó giúp cho mình nó có sự cân bằng cơ thể, cân bằng năng lượng, hay nó cân bằng âm dương. Thì lâu nay chúng ta làm việc, mình tính toán, mình suy nghĩ rồi mình vận động thì nó hơi mang xu hướng dương nhiều hơn. Thì hôm nay em sẽ cùng với anh chị chúng ta hãy cùng trải nghiệm cái yoga âm, đó là Yin Yoga. Dương tức là Giang, còn âm tức là Yin. Chúng ta sẽ tập một loại hình yoga mà nó không cần phải nỗ lực quá nhiều. Tuy nhiên là nó cũng tác động sâu vào bên trong các cái cơ thể. Và điều quan trọng là giúp mình rèn luyện cái sự kiên nhẫn, kiên định. Rồi. Hy vọng anh chị chúng ta cảm nhận được cái và đón nhận cái loại hình yoga này. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu ạ. Xin mời tất cả anh chị chúng ta hãy ngồi vào thảm. Chúng ta sẽ ngồi tĩnh tâm vài phút. Hãy chọn cho mình một tư thế thoải mái nhất. Hai tay mình bắt ấn chi mút ra, ngón cái đặt lên ngón trỏ. Mình đặt nhẹ nhàng lên gối. Ngón trỏ tượng trưng cho cái tôi của cá nhân, ngón cái tượng trưng cho vũ trụ. Chúng ta luôn hạ thấp cái tôi của mình trước vũ trụ. Rồi, chúng ta hãy giữ thẳng lưng lên ạ. Giữ thẳng lưng, thẳng cổ. Ý thức cuộn nhẹ hai vai lui sau, mở ngực về trước. Giờ nhẹ nhàng khép mắt lại. Thả lỏng toàn bộ khuôn mặt. Hãy làm mềm đôi mắt, gò má, hai bên cánh mũi, bờ môi và cằm được thả lỏng. Thả lỏng đôi bờ vai, cánh tay, bàn tay, thả lỏng các ngón tay, thả lỏng phần hông, phần đùi, phần cẳng chân và các ngón chân của mình được thả lỏng. Và điều quan trọng là chúng ta hãy thả lỏng luôn cả tâm trí. Chúng ta khép mắt lại để tạm thời chúng ta thu tất cả các giác quan lại, hướng ánh nhìn vào phía bên trong. Thì bên trong chúng ta là một kho tàng cần được khơi dậy, cần được khám phá. Một trong những kho tàng đó chính là lòng biết ơn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm. Và chỉ có trong tĩnh lặng, trong quan sát, thì chúng ta mới có thể khơi dậy nên những phẩm chất tâm như vậy. Rồi lúc mình hãy hướng ý thức vào phần bụng, phần ngực. Chúng ta sẽ hít thở vài hơi. Nhẹ nhàng chậm rãi hít vào một hơi thật sâu, cảm giác bộ ngực đang căng lên. Và thở ra chậm rãi, cảm giác bụng đang xẹp xuống. Hít vào sâu, bụng căng cầu lên. Và thở ra chậm rãi, nhẹ nhàng, bụng đang xẹp lại. Lần nữa hít vào sâu, căng bụng căng ngực. Và nhẹ nhàng thở ra, đẩy hết không khí, thoáng khí ra bên ngoài. Rồi đưa hơi thở trở về trạng thái bình thường. Lần này chúng ta đưa ý thức quan sát hơi thở. Có thể đặt ý ở phần mũi hoặc đặt ý ở phần bụng. Chỉ quan sát mà chúng ta không điều khiển hơi thở. Khi hít vào, chúng ta biết mình đang hít vào. Và khi thở ra, mình biết mình đang thở ra. Điều này giúp tâm trí của mình được lắng đọng, như một mặt hồ có sự tĩnh lặng, để chúng ta có thể nhìn sâu những viên sỏi ở đáy hồ.
Hãy tiếp tục quan sát hơi thở. Đồng thời mình cũng nhận biết mọi thứ xảy ra xung quanh. Tuy nhiên là chỉ nhận biết, chỉ ghi nhận mà chúng ta không phản ứng lại, yêu thích hay là ghét bỏ. Bởi vì chúng ta không thể kiểm soát được những hoàn cảnh, sự việc đến với chúng ta. Chúng ta chỉ có thể kiểm soát được bản thân mình, kiểm soát được phản ứng của mình hay cảm xúc của chính mình. Quan sát xem khuôn mặt của mình có đang được thả lỏng, bờ môi của mình có đang được mỉm cười nhẹ. Cho phép cơ thể, tâm hồn của mình được nhẹ nhàng, được hân hoan. Cho phép mình có những khoảng lặng thật sự, bình an đến từ bên trong. Bây giờ hai tay của mình vẫn bắt ấn chi mút ra như vậy. Từ từ mình đưa về phía ngực. Lòng bàn tay hướng về phía ngực và vẫn nhắm mắt lại. Hãy đưa về phía trước trái tim. Vị trí khởi nguồn của lòng biết ơn. Trái tim, biểu tượng của sự cho đi và nhận lại. Vẫn tiếp tục quan sát hơi thở, giữ cho mình sự thả lỏng và thư giãn. Lòng biết ơn chính là chìa khóa giúp cuộc sống của mình có sự viên mãn và hạnh phúc. Và yoga chính là bộ môn mà giúp mình có thể khơi dậy nên những phẩm chất tâm tốt đẹp như tình yêu thương, lòng bao dung, sự khiêm hạ và đặc biệt thì nó chính là lòng biết ơn. Rồi hãy hướng thức về trái tim. Hãy cảm nhận sự ấm áp lan tỏa ra từ trái tim sang đôi bàn tay. Hãy cảm giác đôi bàn tay của mình đang ấm dần lên. Rồi từ từ chúng ta đưa lên khuôn mặt. Rồi tách tay của mình ra, chúng ta đặt nhẹ lên phần cằm. Chúng ta massage phần cằm lên phần trán. Và lui sau chúng ta massage, dùng hơi ấm này chúng ta massage phần khuôn mặt. Di chuyển trong sự biết ơn đến cơ thể. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay. Rồi từ từ tay của mình đưa về phía trước ngực ạ, mình chắp tay lại. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra. Bây giờ chúng ta cùng nhau niệm ba âm ôm để đánh thức năng lượng, đánh thức cơ thể. Hít vào sâu.
Dạ nha, xoa nóng hai lòng bàn tay. Từ từ áp lên đôi mắt, tạo khoảng không giữa tay và đôi mắt. Rồi đưa tay của mình ra xa, mở mắt nhìn lòng bàn tay. Nhìn lòng bàn tay với một sự trân trọng và biết ơn đôi bàn tay. Hít thở chậm và sâu. Rồi chắp tay lại, mình cúi chào nhau. Namaste. Rồi xin cảm ơn cả lớp. Rồi bài tập hôm nay chúng ta sẽ giữ, mình sẽ làm rất ít động tác, nhưng mà mình sẽ giữ trong vòng 2 tới 3 phút để mình cảm nhận và quan sát cơ thể của mình. Rồi bây giờ lớp mình hãy duỗi chân về trước, mình rung lắc dạ đôi chân. Cô Xuân đâu rồi? Xin phép cô Xuân làm mẫu nha cô Xuân. Rồi bây giờ hai chân của mình dang ngang, hai chân dang ngang hết cỡ ạ, vẫn giữ cột sống. Rồi hít vào, hai tay của mình dang ngang. Hai mũi chân hướng về phần người. Rồi thở ra mình nghiêng người sang phải, tay phải đặt về trước chạm sàn, tay trái kẹp sát mang tay. Đúng rồi, tay phải chạm sàn, tay trái kẹp sát mang tay. Mình nghiêng người sang bên phải. Chúng ta không làm nhiều lần đâu ạ, mình hãy giữ ở đây. Ai được thì hãy khép mắt lại. Đúng rồi, rất tốt, mũi chân hướng về người. Mình nghiêng người sang phải sâu hơn. Cảm nhận cái phần eo lườn bên trái đang được tác động, đang được kéo căng. Mỗi lần giữ lại ở đây, chúng ta hãy quan sát hơi thở. Hãy để hơi thở của mình nhịp nhàng. Chúng ta giữ lâu thì động tác này sẽ tác động sâu vào các mô, các sợi cơ ở bên trong. Chúng ta giữ trong vòng 2 phút ạ. Hãy căng chỉnh vai phải đi về phía trước hơn nữa. Có thể nghiêng người sâu hơn. Hãy tập theo khả năng của mình. Căng quá thì chúng ta hãy giảm nhẹ lại. Ở tư thế này chúng ta không cần phải quá cố gắng. Hãy giữ ở mức quân bình. Rồi xem hơi thở của mình như thế nào ạ. Hơi thở đều chậm, sâu hay là có sự vội vàng. Khi chúng ta giữ tư thế thì nó rèn luyện cho mình sự kiên nhẫn, sự kiên định. Ba mươi giây cuối. Rồi chậm rãi hít vào, hai tay dang ngang. Thở ra mình nghiêng người sang bên trái, tay trái đưa về phía trước chạm sàn, hoặc tay trái nắm vào eo phải, tay phải kẹp sát mang tay, mình nghiêng người sang bên trái. Tiếp tục quan sát hơi thở. Khi hơi thở của mình có sự chậm rãi, nhẹ nhàng, thì tâm sẽ có sự thanh tịnh, có sự quân bình. Ở những bài tập này yêu cầu chúng ta có sự thư giãn, thả lỏng, quan sát, tập trung vào hơi thở nhiều hơn, tập trung vào chính mình nhiều hơn.
Rồi 5 giây cuối cùng chúng ta giữ lại. Rồi các anh chị không quên thả lỏng khuôn mặt giúp em ha. Hãy mỉm cười và mang năng lượng của lòng biết ơn trong suốt buổi tập. Rồi hít vào hai tay dang ngang trở lại. Bây giờ hai tay của mình đưa về phía trước chạm sàn. Chúng ta đi bộ về phía trước, gập phần bụng và phần ngực xuống sàn theo khả năng của mỗi anh chị. Ai khó quá có thể bỏ cái phần gối ở phía dưới cằm hoặc phía dưới ngực. Mình cảm giác căng ở phần cơ gân kheo hai bên chân. Rồi chúng ta giữ lại ở đây ạ. Khi chúng ta giữ thì mình cũng quan sát luôn tâm trí, xem tâm trí của mình có đang có mặt ở hiện tại hay đang phóng tâm ra bên ngoài. Vì khi càng tĩnh lặng thì tâm trí chúng ta càng có xu hướng đi ra ngoài. Để đưa hơi tâm trí trở về lại với hiện tại thì chúng ta hãy tập trung quan sát hơi thở. Rồi quý anh chị có thể lấy âm nhạc để làm điểm tựa. À, 5 giây cuối cùng giữ lại. Chậm rãi mình đi bộ tay trở về lại. Rồi hít vào, vươn hai tay lên cao. Vươn thẳng cuộc sống lên cao. Rồi thở ra mình hạ tay, thư giãn. Bây giờ mình khép hai chân lại và xoay lui sau trở về tư thế cái bàn ạ. Trở về tư thế cái bàn, mình canh chỉnh lại tư thế cái bàn chuẩn. Rồi khi chuẩn rồi chúng ta từ chậm rãi hít vào, võng thắt lưng, mở ngực, mắt hướng về phía trước. Thở ra chậm rãi, rút bụng lên cao, thẳng tay, ánh mắt hướng về phần ruột. Anh chị nào tốt hơn thì hãy nhắm mắt lại để cảm nhận cuộc sống của mình đang được tác động linh hoạt. Lần hai, hít vào, chậm rãi võng lưng, vuốt đỉnh mông lên cao, cuộn vai lui sâu, mở ngực. Rồi thở ra, rút bụng sâu tối đa, chậm rãi. Lần 3, hít vào. Hãy tập như một dòng nước, hơi thở và động tác vận chuyển. Rồi thở ra, rút bụng lên cao, cuộn đỉnh mông xuống. Lần cuối cùng, hít vào, chậm rãi. Hãy quan sát vào bên trong cơ thể, quan sát hơi thở và thở ra, rút bụng sâu tối đa. Từ từ đưa lưng về trung tĩnh, tư thế cái bàn. Sau đó lớp mình đi bộ tay về phía trước, cho phép ngực của mình hướng xuống sàn, võng thắt lưng, đi bộ tay về trước thẳng tay. Tuy nhiên hãy dẫn phần đùi của mình vuông góc với sàn ạ. Chúng ta không xô người về trước nhiều quá, đùi vuông góc với sàn. Anh chị nào cười tươi sẽ được làm mẫu ha.
Bài tập trong sự khôn ngoan, vui vẻ và trân trọng. Trân trọng khoảng thời gian này chúng ta có thể tập luyện yoga. Lớp mình giữ lại đây trong vòng 2 phút ạ. Hãy giữ với âm nhạc, với hơi thở. Hãy quan sát phần lưng trên của mình đang được tác động sâu, phần vai. Chỉ quan sát mà thôi. Nếu như mình thấy căng quá, mình có thể nương nhẹ tay lại. Còn nếu mình thấy thoải mái quá thì mình có thể đi bộ đầu gối về phía người. Hãy giữ cho mình một tư thế không quá căng, cũng không quá thoải mái, cho phép cơ thể có sự thử thách. Khi ổn rồi, chúng ta đặt tâm trí vào hơi thở. Có thể ở tư thế này hơi thở sẽ hơi nặng, chúng ta hãy đón nhận điều đó. Và 5 giây cuối cùng chúng ta giữ lại trong sự tĩnh lặng. Chậm rãi, thật chậm rãi mình đi bộ tay trở lại. Rồi quan sát cơ thể của mình thay đổi. Rồi hít thở vài hơi để điều hòa lại cơ thể nào. Bây giờ lớp mình hãy chống tay về trước, trở về tư thế chữ V ngược. Cái hai mình sau lên đẩy về chữ V ngược. Hướng ý thức vào phần chân phải. Hít vào chân phải đá lên cao. Thở ra bước chân phải về trước bên trong tay phải. Đồng thời chúng ta hãy hạ gối trái chạm sàn. Hai tay mình đưa vào bên trong chân phải. Đưa vào bên trong ạ. Chị Thân Nguyễn ơi, hãy hạ đầu gối trái xuống đi ạ. Rồi chúng ta hãy hạ cùi chỏ, hạ hai cùi chỏ của mình xuống. Hạ chỏ tay xuống cạnh chân phải. Rồi hãy hướng phần háng của mình xuống sàn. Rồi giữ lại ở đây. Căng chỉnh cơ thể của mình. Để cảm nhận nó phần căng ở phần đùi sau chân trái và phần khớp háng bên chân phải. Hãy đẩy phần vai của mình lên cao, đẩy vai lên cao. Ánh mắt có thể hướng xuống sàn hoặc nhìn về trước. Bây giờ hãy cho phép mình nhắm mắt lại, tiếp tục vừa nhận cơ thể và lại chú tâm vào hơi thở. Hơi thở chính là sợi dây kết nối bên trong và bên ngoài, là một phương tiện để giúp chúng ta có được lấy lại sự bình tĩnh cũng như là sự bình tâm trong cuộc sống. Và hơi thở chính là món quà của tạo hóa, vô cùng giá trị, vô cùng quý giá. Vậy nên chúng ta hãy cùng hãy thường xuyên cảm ơn hơi thở nha anh chị. Có thể hơi siết nhẹ bụng lại, tư thế được bật chặt.
như em nói lúc nãy thì anh chị hãy giữ tư thế ở một mức độ vừa phải. Ai cảm thấy căng quá, vượt sức chịu đựng của mình thì hãy nâng mông lên, thu chân lại nhẹ nhàng. Hãy anh chị vừa lắng nghe lời huấn luyện viên hô và làm, tuy nhiên là hãy cũng lắng nghe luôn cái cơ thể, lắng nghe người thầy bên trong của mình. Đó là người thầy tuyệt vời nhất ạ. Rồi 5 giây cuối cùng rồi anh chị, chúng ta hãy giữ lại nào. Hít thở đều sâu hơn, cho phép mình hít vào một hơi thật sâu, cảm giác bụng của mình đang được tác động, và thở ra nhẹ nhàng chậm rãi. Chậm rãi mình nâng cùi chỏ tay lên, thẳng hai tay của mình lên. Rồi tay xòe rộng bám chắc, ký mũi chân trái lên, chúng ta xô người lui sau, đẩy về chữ V ngược ba chân, đá chân phải lên được nhà nào anh chị. Đá chân phải lên trần nhà. Rồi tiếp tục bước chân phải về trước. Lần này mình sẽ đưa chân phải ở tư thế chim bồ câu. Cẳng chân của mình đặt tạm sàn song song với mép thảm. Tư thế chim bồ câu ạ. Phần cẳng chân của mình chạm sàn song song với mép đầu thảm. Rồi đặt hai mông chạm sàn càng tốt hơn anh chị. Anh chị nào căng quá mình đặt cái gối ở phần đùi sau. Đặt cái gối ở phần đùi sau chân trái. Rồi chưa ạ? Rồi mình canh chỉnh cái phần gót chân. Nếu như mình thấy thoải mái thì mình đưa gót chân về phía trước. Mình thấy căng quá thì hãy đưa gót chân về phía phần hãm, nó sẽ dễ chịu hơn. Và bây giờ hai tay của mình chạm sàn, đi bộ về trước, chúng ta gập bụng, gập người xuống sàn, hai tay vươn dài. Đúng rồi cô Xuân huấn luyện viên nên làm tốt ha. Rồi giữ lại ở đây nào. Chị Ngân Hà ơi, chị Ngân Hà sửa chân lại giúp em ha. Ngân Hà với chị Minh Ngọc mình chân lại ạ. Đưa luôn cái phần gót chân phải, gót chân sang bên trái luôn ạ. Mình không có đặt cái mông của mình ngồi lên trên gót chân. Rồi, hoặc nhìn mỏng giúp em ha. Để nó tác động vào cái phần đầu gối và phần khớp hàm của mình. Chúng ta hãy cảm nhận vừa có sự khó chịu, nhưng cũng vừa có sự thoải mái ở đây. Và tất nhiên là yoga dạy chúng ta rằng chúng ta không có phân biệt, không khởi tâm yêu thích hay là ghét bỏ. Chúng ta hãy đón nhận tất cả mọi thứ. Rồi anh chị hãy quan sát hơi thở của mình, quan sát cơ thể. Khi mà chúng ta có sự quan sát như thế này, lấy hơi thở làm điểm tựa, thì giúp mình có luôn có một cái sự chậm rãi áp dụng vào cuộc sống. Thì trước một sự vật sự việc, chúng ta sẽ không có phản ứng lại ngay, chúng ta có sự chậm lại để mình ý thức được cái cảm xúc của mình như thế nào, tập trung vào mình, và chúng ta sẽ biết được mình nên nói những lời nào, những hành động như thế nào. Chúng ta không còn làm theo bản năng nữa. Đó là giá trị của yoga mang lại, và chúng ta cần trải nghiệm điều đó. Luôn giữ cho mình một trạng thái thư giãn, tâm của mình có sự quân bình trước mọi hoàn cảnh, dù là khó khăn hay thuận lợi. Chúng ta sẽ sửa biết ơn yoga, biết ơn đến thiền, và biết ơn đến phương pháp chú tâm hơi thở. Rồi 5 giây cuối cùng anh chị. Chậm rãi hít vào một hơi thật sâu,
và thở ra để hít không khí ra bên ngoài. Rồi chậm rãi đi bộ tay trở lại, mình nâng người lên. Rồi chạm tay mình rút chân trở về tư thế chóp mặt. Mình đổi bên cho chân trái, hít vào chân trái đá lên cao. Đồng thời mình nhón mũi chân phải lên cao, nâng mông của mình lên cao. Càng lên cao thì phần cơ gân kheo phía sau chân phải càng được kéo căng, càng được thư giãn, thoải mái. Thở ra bước chân trái về giữa hai tay. Đồng thời hạ gối phải chạm sàn. Bây giờ chúng ta hãy đưa hai tay vào bên trong chân trái. Đưa hai tay vào bên trong chân trái. Hạ cho tay chạm sàn. Đồng thời hạ luôn phần hông của mình xuống phía sàn. Điểm giữa hai vai của mình đẩy lên cao. Điểm giữa hai vai đẩy lên cao ạ. Và khi tư thế của mình chuẩn rồi, cảm thấy sự căng ở đây thì hãy khép mắt lại. Hãy quay vào bên trong. Quay vào bên trong để cảm nhận, để lắng nghe người thầy bên trong. Và tăng sự cảm nhận của trực giác. Hãy cảm nhận rung động bên trong khi mà chúng ta có một cơ thể lành lặn. Có một trái tim. Có một đôi tay. Và đôi chân lành lặn có thể bước đi. Bước đi trên hành trình của mỗi người. Khi chúng ta có lòng biết ơn, mình sẽ thấy mình thật đủ đầy và thật là viên mãn. Và chúng ta sẽ làm mọi thứ không phải bằng trách nhiệm, mà chúng ta làm bằng đền đáp, bằng sự biết ơn đến tạo hóa, đến vũ trụ, đến tất cả những người xung quanh hỗ trợ ta. Và tất nhiên là biết ơn đến chính cơ thể, biết đến chính tâm hồn của mình. Hãy hít thở sâu mỗi khi có sự sao nhãng. Bởi vì khi tĩnh lặng thì tâm trí của mình sẽ dễ bị sao nhãng. Rồi 5 giây cuối cùng. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm rãi. Bây giờ mình hãy chậm rãi nâng cổ tay lên. Hai tay chạm sàn. Rồi khi một chân trái chân phải lên, mình đá chân trái lùi sau trở về chữ V ngược ba chân. Thở ra bước chân trái về trước tư thế chân chim bồ câu. Phần cẳng chân trái chạm sàn vuông góc với đất thảm. Rồi chưa ạ? Như hồi nãy chúng ta hãy, nếu căng quá mình có thể kê cái gối ở phần đùi bên phải. Ai được rồi hãy đặt tay chạm sàn, đi bộ tay về trước, gập bụng chạm vào phần đùi trái. Đưa ngực chạm sàn càng tốt, trán chạm sàn. Anh chị nào thấy thoải mái quá thì mình hãy đưa phần bàn chân của mình về phía trước hơn nữa. Đúng rồi ạ, cảm giác sự khó chịu. Tuy nhiên là cũng lồng ghép sự thoải mái ở trong đó.
Và một điều quan trọng mà yoga mang lại cho chúng ta đó là yoga giúp mình luôn kết nối với hiện tại. Khi mà chúng ta quan sát hơi thở thì chúng ta sẽ giảm đi những suy nghĩ, giảm đi những tiêu hao năng lượng có, và giúp mình luôn có mặt ở hiện tại để chúng ta làm trọn vẹn điều nhỏ nhặt nhất trong hiện tại. Bởi vì tương lai như thế nào nó phụ thuộc hoàn toàn vào những việc chúng ta làm trong hiện tại, những gì chúng ta cho đi, những gì chúng ta nhận lại. Và quan trọng là cái mức năng lượng, cái tần số rung động của chúng ta. Chúng ta có sự hân hoan hay là sự lo lắng, hãy quan sát điều đó. Vì chúng ta sẽ thu hút những mức năng lượng tương ứng với chúng ta. Đi bộ tay về trước hơn nữa, mình kéo dài cột sống hơn nữa. Và 5 giây cuối cùng giữ lại trong sự tĩnh lặng, trong sự hân hoan và biết ơn đến cơ thể, biết ơn đến hơi thở, và cảm thấy mình thật may mắn, thật đủ đầy. Rồi anh chị chúng ta hãy chậm rãi thu người lại, đi bộ tay trở lại, lòng bàn tay chạm sàn. Và sau đó mình tiếp tục đá chân trái đuôi sau về chữ V ngược. Khi mình cảm thấy tê chân, hãy quan sát sự tê chân đó. Rồi hạ chân chạm sàn. Hạ chân chạm sàn. Rồi chúng ta ngồi xuống ạ. Chúng ta ngồi xuống và trở về tư thế cánh bướm. Đưa hai chân về trước, lòng bàn chân chạm vào với nhau, cánh bướm. Rồi có thể nhấp nhẹ hai đầu gối sang hai bên và giữ thẳng cột sống. Bài tập đơn giản anh chị ha, chúng ta đâu cần phải vận động nhiều ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lại. Bây giờ mình hãy cúi gập người, hướng phần đầu vào phía mũi chân. Hãy rút bụng sâu, hướng đầu về phía mũi chân nào, gập xuống nào. Trán không chạm sàn mọi người, trán hãy chạm vào phần mũi chân. Chúng ta cong lưng lại, hướng đầu về phía mũi chân. Tách hai đùi sang hai bên, hai cổ tay hướng sang hai bên. Và cũng tương tự như vậy, hãy giữ lại trong vòng 2 phút. Chúng ta chỉ giữ thôi ạ. Một việc rất đơn giản, giữ và quan sát hơi thở. Và không quên nở một nụ cười trên môi, cho phép mình tập luyện trong sự vui vẻ, đón nhận và hân hoan. Hãy cảm nhận sự nhẹ nhàng và bình an ngay trong lúc này, ngay trong giây phút hiện tại. Dù cuộc sống của mình có thể có những khó khăn, và yoga cũng dạy chúng ta rằng khó khăn và thuận lợi đều là những trải nghiệm, đều là những bài học để giúp mình có sự trưởng thành. Và yoga giúp mình có được sự bình tâm để có thể nhìn thấu được bản chất của sự vật, và có thể có nghị lực, có năng lực để đón nhận. Chúng ta còn một phút. Rồi vẫn giữ lại cô Quỳnh Hoa,
chúng ta vẫn giữ lại ở đây trong vòng 1 phút nữa. 30 giây cuối. Và thật chậm rãi, mình từ từ nâng đầu trở lại. Nâng đầu trở lại thẳng lưng. Hãy chuẩn bị cái gối. Rồi bây giờ chúng ta hãy đưa hai chỏ tay lui sau, chúng ta nằm ngửa ra thảm. Hãy kê phần gối của mình ở phần lưng trên. Hãy kê phần gối cao lên ở phần lưng trên, cho phép cái lưng của mình ngực mở lên trần nhà. Hai chân vẫn giữ như vậy, hai chân vẫn ở tư thế cánh bướm. Đúng rồi, chị Ngân Hà làm đúng rồi. Cười tươi nha chị. Đang làm mẫu nha chị. Hai tay của mình đưa sang ngang hoặc đưa lên, đưa vươn lui sau. Chị Ly Trần ơi, chúng ta hãy đặt cái gối ở phần lưng trên, ở phần ngay dây áo ngực ạ. Và đầu của mình đưa lui sau chạm sàn. Mở ngực lên trần nhà chị. Trời, gối to quá chị ha. Rồi mọi người hãy giữ lại ở đây. Hai chân vẫn chạm vào nhau, tách đùi sang hai bên. Cho phép cơ thể mình buông xuôi thư giãn nào. Thả lỏng cơ thể tâm trí luôn ạ. Cảm nhận hơi thở của mình nhẹ nhàng, để tâm trí của mình được lắng dịu. Trong yoga thì chúng ta không cần sự vội vàng. Chúng ta cần sự chậm rãi, kết nối hơi thở với cơ thể, với tâm trí, để rèn luyện sự kiên nhẫn. Để khơi dậy nên những phẩm chất tâm tốt đẹp bên trong. Và yoga chính là cuộc sống. Cách tập yoga của mình chính là 20 giây nữa mình giữ lại. Tuy nhiên là chúng ta không chơi ở, chỉ tập trung vào hiện tại. Và 5 giây cuối cùng, cho phép hít vào một hơi thật sâu. Và thở ra chậm rãi. Sau đó, mình nhẹ nhàng chống tay, rồi nâng người lên. Mình hãy kéo gối ra. Mình vẫn nằm ngửa ra thảm, tuy nhiên hãy bỏ gối ra bên ngoài. Từ từ rút hai chân trở về lại. Hai chân của mình vẫn co lại, đầu gối hướng lên trần nhà. Hai tay của mình đưa sang hai bên.
Bây giờ hãy bắt chân phải sang bên chân trái. Hai chân móc chéo lại với nhau. Bắt chân phải sang bên chân trái. Hai chân móc chéo lại tư thế chim đại bàng. Đúng rồi ạ, hít vào đưa chân lên khỏi sàn. Thở ra đưa hai chân sang bên trái, mắt nhìn sang bên phải. Hãy vặn sóng toàn bộ cơ thể từ phần xương cùng lên đến đỉnh đầu. Và tất nhiên hãy khép mắt lại để cảm nhận sự tác động của tư thế lên toàn bộ cuộc sống. Và cũng cảm nhận luôn sự nhẹ nhàng và thoải mái ở đây. Rồi khi nhẹ nhàng tĩnh lặng như vậy, chúng ta xem tâm trí của mình đang ở đâu. Hãy nhận biết để đưa tâm trí trở về lại với căn phòng này. Bằng cách hãy chú tâm quan sát hơi thở và cảm nhận cơ thể của mình đang được tác động như thế nào ạ. Chỉ quan sát, chỉ nhận biết mà chúng ta không phản lại với mọi hoàn cảnh để giúp mình có được sự bình an. À, 5 giây cuối cùng chúng ta sắp trở lại. Từ từ chúng ta nâng nhẹ hai đầu gối lên, đưa mắt về chính diện. Rồi bây giờ mình tháo hai chân ra, chúng ta đổi bên, bắt chân trái sang bên chân phải. Đồng thời mắc luôn một chân trái vào, hai tay tiếp tục dang ngang trở lại. Rồi đưa hai chân sang bên phải, chạm sàn, hai đầu gối chạm sàn, mắt nhìn sang bên trái. Tiếp tục thư giãn bằng cách nhắm mắt lại và quay vào bên trong. Bởi vì bình an và hạnh phúc thì đến từ bên trong, là sự bình an, hạnh phúc, bền vững. Những gì đến từ bên ngoài thì chỉ là tạm thời. Giữ hơi thở chậm và sâu. Mỗi ngày chúng ta hãy dành ra vài phút để tập luyện hơi thở, giúp hơi thở của mình dài hơn, sâu hơn. Bởi vì một hơi thở chậm rãi sẽ giúp tâm trí của mình
giúp tâm hồn được thanh tịnh. Giữ lại trong 10 giây cuối cùng. Và bây giờ hãy chậm rãi, chúng ta nâng hai đầu gối lên cao, mắt đưa về chính diện. Rồi lớp mình hãy mở chân ra, hai chân đưa lên trần nhà 90 độ. Sau đó mình co gối về ngực, trở về tư thế em bé hạnh phúc. Hai tay mình đưa ra ngoài, nắm vào lòng bàn chân. Hai đầu gối tách sang hai bên nách. Tuy nhiên hãy hướng phần xương cụt về phía sàn. Rồi giữ lại ở đây trong sự thả lỏng, trong sự thư giãn, với đôi mắt được khép lại. Hãy cảm nhận âm nhạc và hơi thở cũng là âm nhạc của cơ thể. Chúng ta dành thời gian để chăm sóc cơ thể, chăm sóc tâm hồn của mình, cũng chính là cách biết đến tạo, đến cơ thể, đến năng lượng của chính bản thân mình. Bây giờ chúng ta lắc người sang trái, sang phải, thư giãn đôi chân, thư giãn khớp hàm. Rồi chúng ta khép chân lại, hai tay đặt phía dưới sau đầu gối, chúng ta lăn tròn cột sống lên xuống. Lăn tròn cuộc sống lên xuống 3 lần. 3 lần cuối cùng thì mình ngồi dậy trong tư thế xếp bàn. Rồi lăn tròn cuộc sống đi ạ. Rồi chúng ta dừng lại, ngồi vào tư thế xếp bàn. Hai tay thủ kiếm ra đặt trên gối và nhắm mắt. Thả lỏng cơ thể, thả lỏng khuôn mặt. Nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu. Thở ra thật chậm rãi. Hít vào sâu, căng bụng, căng ngực. Và thở ra. Lần nữa hít vào sâu, bụng căng lên tối đa. Và nhẹ nhàng thở ra. Hai tay từ từ về chắp trước ngực. Xin biết ơn đến quý anh chị chúng ta đã cùng nhau tập luyện, và cảm ơn đến nhân viên giúp mình có thể tập luyện yoga trong mùa Covid này. Cảm ơn Học viện Audio Life và cảm ơn ban tổ chức.
Rồi mình cùng nhau niệm một âm ôm để kết nối năng lượng với nhau. Hít vào sâu. Sau nắm hai lòng bàn tay lại với nhau. Nhẹ nhàng áp lên đôi mắt. Từ từ đưa tay của mình ra xa, mở mắt nhìn lòng bàn tay. Và chắp tay lại, mình cúi chào nhau. Namaste. Rồi, kết thúc buổi học ở đây anh chị. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.